Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3 năm 2020, cùng với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc, học sinh đã đi học trở lại. Hiện thành phố Châu Đốc có 4 trường trung học phổ thông và 1 trường trung cấp nghề Châu Đốc. Sau kỳ nghỉ dài để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong ngày đầu tiên tại trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, học sinh đi học trở lại tương đối đầy đủ. Ngoài ra, nhà trường cũng đã có những biện pháp tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo môi trường học đường an toàn cho các em học sinh. Theo ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, sáng ngày 2 tháng 3, sau 7 giờ, học sinh mới bắt đầu tới lớp, nhưng cán bộ giáo viên của trường đã sớm có mặt để chuẩn bị đón học sinh trở lại. Hầu hết học sinh đều rất háo hức trong ngày học đầu tiên trở lại trường sau thời gian nghỉ dài. Các em chào cờ ngay trong lớp học, sau đó các em được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các biện pháp, cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả đúng cách. Ngoài ra, nhà trường đặt nhiều bình dung dịch sát khuẩn tại cổng trường, trong mỗi lớp học và khu vực vệ sinh để học sinh sử dụng, vệ sinh cá nhân. Học sinh đến lớp phải mang bình uống nước riêng. Bên cạnh đó, phòng y tế học đường của trường cũng chuẩn bị nhiệt kế điện tử cho từng lớp để theo dõi thân nhiệt và ghi chép nhật ký sức khỏe hàng ngày cho các em học sinh. Hiện trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện đúng quy trình của ngành y tế, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại lớp học. Bên cạnh đó, nhà trường đã thực hiện tốt việc tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về công tác phòng chống dịch. Tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên sân trường, các phòng học thư viện, trang bị bồn rửa tay có xà bông diệt khuẩn, giấy lau, nước khử khuẩn, máy đo thân nhiệt cho học sinh. Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, học sinh các khối lớp đi học đầy đủ, sĩ số lớp ổn định, 100% học sinh khi vào trường đều được đo thân nhiệt và có danh sách theo dõi cụ thể. Khi mà có công văn của Ủy ban dân tỉnh và sở hướng dẫn trở lại học thì nhà trường cũng đã có cái công tác chuẩn bị, đó là tuyên truyền cho giáo viên rồi phụ huynh học sinh và nhân viên về các cái biện pháp phòng chống dịch. Thì trước khi các em trở lại trường thì nhà trường cũng đã là thực hiện cho vệ sinh trường lớp, rồi các cái vật dụng mà học sinh hay cầm nắm hoặc là các cái phương tiện trang thiết bị để đảm bảo là cái nguy cơ lây lan từ môi trường. Rồi song song đó thì nhà trường cũng đã trang bị là các cái dung dịch để rửa tay, vệ sinh phòng lớp học và đảm bảo đó là cái công tác mà hướng dẫn các em, đó là các cái thao tác về cái phòng chống dịch như là rửa tay thường xuyên hoặc là rửa tay trước khi ăn, rồi trước khi vào lớp học, rồi cho là các em đó là vệ sinh các cái phòng học, lau chùi bàn ghế bằng các cái dung dịch, rửa cồn, rồi bên đó là thuốc tẩy Zaven để đảm bảo vệ sinh trước khi vào lớp. Thì cuối buổi thì các em cũng thực hiện vệ sinh là trước khi các em về để đảm bảo cho các cái lớp học buổi chiều thì nó cũng đảm bảo cái khâu vệ sinh trước khi vào lớp. Thì qua cái việc thực hiện mà như vậy thì cũng tăng cường cho học sinh cái ý thức giữ gìn vệ sinh cũng như là tăng cường các cái biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo đó là cái môi trường của là các em trở lại học thì nó an toàn và đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Trong khi đó, những ngày trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, các em học sinh lớp 12 cũng được giáo viên thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, hướng dẫn các em một số biện pháp để tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế. Từ đó giúp các em phần nào ý thức được việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do thời gian nghỉ học kéo dài, thời gian qua để giúp học sinh duy trì nề nếp học tập, củng cố kiến thức và nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập sau kỳ nghỉ, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã triển khai nhiều hình thức khác nhau để hướng dẫn học sinh có kế hoạch học tập tại nhà, như học online bằng các phần mềm là giải pháp được nhà trường áp dụng để củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch virus-19 thì em ở nhà là em có lên kế hoạch là tự học bằng cách lên các trang mạng để tham khảo những bài giảng của thầy cô, đồng thời thông qua ứng dụng Viettel Tới Đi do trường kết hợp với công ty Viettel. Lên đó em sẽ xem những bài giảng của giáo viên ở trường và có những bài tập giúp em nắm vững kiến thức hơn khi nghỉ dịch tại nhà. Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch thì nhà trường cũng đã triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch đến học sinh và gia đình của phụ huynh học sinh. Thì qua cái trang web của trường, rồi qua các cái thông tin về các cái email mà giáo viên chủ nhiệm liên hệ cho học sinh về các cái biện pháp phòng chống dịch. Và đồng thời thì trường cũng hướng dẫn là các em là lên cái trang mạng là Viettel Tới Đi để mà tham gia cái việc học trực tuyến, rồi thông qua các cái phương tiện như là email, Zalo hoặc là các cái nội dung bài giảng mà giáo viên chuẩn bị đưa lên trang web của trường thì học sinh có thể vào đó để lấy thông tin, củng cố hệ thống kiến thức của trong cái thời gian nghỉ học.
Rồi bên cạnh đó thì cũng khuyến khích các em học sinh khối 12 là tham gia các cái chương trình đó là ôn tập trực tuyến mà của Sở Dục Đào Tạo, là hướng dẫn các em cũng có hệ thống cái kiến thức của học kỳ 1, để khi các em trở lại học thì các em cũng đã có hệ thống được cái kiến thức của mình và không có bị bỏ quên cái kiến thức trong cái thời gian nghỉ. Có thể nói trong thời gian đi học trở lại hay trước đó được nghỉ để phòng chống dịch bệnh thì các em học sinh các khối lớp 10, 11, đặc biệt là khối lớp 12 đã ý thức được mình phải làm gì để bảo vệ sức khỏe cho bản thân trong mùa dịch. Song song đó, phải duy trì việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sắp tới. Nhà trường cũng đã đảm bảo tốt mọi điều kiện để đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19.